Hello mọi người nha, hôm nay thì mọi người hãy cùng anh khám phá và phân tích thêm một số cái dấu hiệu anh gọi là mà nó ảnh hưởng đến cái đường sinh đạo của chúng ta. Nó chủ yếu là nằm trên cái gò hỏa tinh thứ nhất, thì mọi người hãy cùng anh khám phá nha. Đầu tiên khi mà chúng ta nhìn lên trên gò hỏa tinh thứ nhất ấy nè mọi người nè, đó thì chúng ta thấy là người này thì anh tạm gọi là trong cái hỏa có phước. Trong hỏa có phước nha mọi người nha. Tại vì sao là gọi là trong hỏa có phước thì hãy cùng anh nhìn nè. Đó, bây giờ là anh khoanh tròn cái khu vực này, có phải là mọi người cái khu vực này là bị dính ám khí, và mọi người thấy là cái chỗ gò hỏa tinh thứ nhất, chỗ khu vực anh khoanh đó là nó là gò hỏa tinh thứ nhất nha. Và cái chỗ này thì gọi là cái gò kim tinh, gọi là cái gò kim tinh. Thì chỗ cái gò hỏa tinh thứ nhất này, cái gò hỏa tinh này, đầu tiên là mọi người thấy là chỗ này là có phải là có một cái dấu sao, dấu hỏa thị ha mọi người ha. Tiếp theo nữa là mọi người xem là anh phóng to lên, mọi người xem là có phải là chỗ này là nó đóng thành một cái, ở ngoài thì là một cái hình thang, là một cái hình thang nè, ở trong thì có những cái hình vuông rất là nhỏ đó, nó chia ra, đó chia ra như là cái bánh chưng như thế này. Thì anh vẫn thường phân tích với mọi người là nếu như mà ở cái khu vực nào xuất hiện cái biểu tượng hình tam giác, hình vuông, hay là hình vuông hoặc là hình chữ nhật này kia thì xuất hiện trên lòng bàn tay ấy, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái khu vực đó. Thì anh vẫn thường nói với mọi người như vậy. Thì bây giờ mọi người thấy nè, không ngẫu nhiên mà chỗ này nó xuất hiện một cái dấu hỏa thị và một cái hình thang, đúng không? Thì bây giờ anh vẽ tiếp tục cho mọi người xem cái đường chỗ này là cái đường sinh đạo của anh này. Tới đây là nó đất, có nghĩa là gặp nạn. Có nghĩa là gặp nạn nha, gặp nạn chỗ cái khu vực này. Đó, nó đất tại chỗ này luôn, nó xuất hiện cái ký hiệu chỗ này rồi, tự nhiên không ngẫu nhiên mà cái đường sinh đạo tự nhiên nó kéo tới đây rồi nó đứt nha mọi người. Bây giờ hỏi là anh này có vượt qua hay không? Bây giờ hỏi là cái trường hợp bàn tay này có vượt qua hay không? Thì anh nói là bàn tay này vượt qua nha. Anh quay lại cho mọi người xem lại một cái lần nữa nè. Đó, để mọi người xem, mọi người nhìn cái dấu hiệu đó. Rồi bây giờ nè, nếu mà như mà chúng ta nhìn vô trong bàn tay này á, có một số bạn sẽ nói bàn tay này có hai đường công danh, nhưng thực ra là bàn tay này chỉ có một đường công danh. Đó, chỉ có một đường công danh là cái đường này nha mọi người nha. Cái đường công danh của trong trường hợp này, bàn tay này, đường này là đường công danh. Còn cái đoạn chỗ này nó là một cái đoạn nối dài. Nó là một cái đoạn nối dài của cái đường sinh đạo. Đây, anh quay lại cho mọi người xem, tại vì cái đoạn sau của nó có một cái đường gập. Đây, mọi người thấy không? Nó có một cái đường gập ra cổ tay. Đó, mọi người thấy không? Anh vẽ nó lệch một xíu rồi. Đó, nó có một cái đường gập ra cổ tay. Thì cái chỗ này là nó sẽ như thế này. Đó, cái đoạn này nó đứt nè, mọi người thấy không? Nó đứt cái chỗ này. Nó đứt chỗ này rồi sau đó là nó có một cái đoạn khác nối dài qua. Có nghĩa là cái giai đoạn này là gặp nạn. Tại vì sao hỏi là cái giai đoạn này có vượt qua hay không mà anh trả lời là vượt qua? Tại vì sao? Trên gò kim tinh xuất hiện biểu tượng. Cái biểu tượng này á thì thông thường là mọi người nếu như mà mình nhìn á là mình sẽ nói nó là hình thoi, nhưng mà thực ra nó là biểu tượng hình cá, hình con cá nha mọi người nha. Đây nha mọi người nha. Nó nối như thế này nha mọi người. Đó, nó nối như thế này, nó là biểu tượng hình con cá và nó quay đầu về cái, nó đang quay đầu về cái chỗ này. Nó đang quay đầu về cái dấu hỏa thị và cái hình thang. Anh vẫn thường nói với mọi người rất là nhiều lần là cái con cá trên tay của chúng ta xuất hiện biểu tượng con cá, nó quay đầu về hướng nào á, thì thông thường là cái biểu tượng con cá đó nó xuất hiện á, khi mà nó xuất hiện là sát bên nó sẽ có một cái dấu hiệu, một là hao tài và hai là một cái dấu hiệu nào đó không được suôn sẻ và không được đẹp. Và rõ ràng trong trường hợp này con cá này xuất hiện quay đầu về cái biểu tượng dấu hỏa thị. Đó, quay đầu về cái dấu hỏa thị nè, và cái hình thang này, cái hình thang này á là cái hình thang này đóng ở trên cái gò này là gặp nạn. Gặp nạn có thể là xảy ra một cái yếu tố nào đó mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe cực kỳ lớn luôn. Cái sự kiện này rất là quan trọng luôn, mà cái đường sinh mệnh, đường sức khỏe chỗ này là bị đứt đoạn. Bị đứt đoạn có nghĩa là cái giai đoạn này là họ hầu như là họ gọi là nó ảnh hưởng đến cái anh tạm gọi nôm na là cái từ là mạng sống luôn đó nha mọi người nha. Nhưng mà người này vượt qua, có biểu tượng con cá xuất hiện ở đây. Có biểu tượng con cá xuất hiện ở đây, người này vượt qua, cho nên là sẽ có một cái đường sinh đạo khác, nó nối dài như thế này và nó cặp bên hông như thế này đó nha mọi người. Anh luận giả như thế này nha. Anh nhớ không làm là khi mà anh này gửi cái bàn tay qua thì cái lúc đó cái kiểu như là anh đang hồi chiều là anh đang xem lại cái đoạn mà hội thảo của anh. Lúc trước khi mà anh luận giả chế tay cho anh á, thì lúc mà anh gửi cái bàn tay này qua thì lúc đó là anh nhìn vô anh nói là anh đã từng trải qua một cái sự cố gọi là ngàn cân treo sợi tóc luôn, nó ảnh hưởng đến cái mạng sống của anh luôn. Anh nói trời ơi, anh nói mà anh nổi da gà luôn, đúng rồi, kiểu như là anh nói là đúng rồi, anh gặp
anh gặp tai nạn đó mọi người, mà rất 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 nặng luôn. Mà may mắn anh nói là trời Phật cứu anh, trời Phật cứu anh, cho nên là khi mà mình nhìn lên trên bàn tay nó hiện rõ luôn, nó hiện rõ luôn nha mọi người nha. Có rất là nhiều trường hợp mấy bạn nói là bàn tay nằm trong, mấy bạn nói là bàn tay chỉ tay nó chỉ nằm trong lòng bàn tay, nó không thể hiện vấn đề nào hết. Thật ra nó là một bộ môn khoa học, nó thể hiện những cái biến cố cuộc đời của mình trên lòng bàn tay, trên lòng bàn tay luôn. Nhưng mà nếu như mà mình phân tích, mình chịu khó mình tìm hiểu, mình phân tích, thì anh nghĩ là chúng ta có thể là nhìn nhận được một số cái vấn đề nó liên quan đến cuộc sống của chúng ta ha. Và đặc biệt là trong cái bàn tay này nè, hiện tại là anh thấy là nó cạn. Bàn tay này các gò không cao, các gò không cao nè, các gò không cao, đặc biệt gò kim tinh của người này là hõm xuống. Cho nên là cái phước ấy, cái phước của họ là có nghĩa là họ may mắn họ vượt qua cái giai đoạn này thôi, nhưng mà cái phước này cần bồi ha. Anh vẫn thường nhắc nhở mọi người là mình cố gắng mình bồi phước bằng cách là mình phóng sanh, mình phóng sanh cúng dường tam bảo, hoặc là mình phát tâm bồ đề, mình giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn ha. Thì khi mà vô thường nó đến với chúng ta, hoặc là khi mà chúng ta trải qua một cái biến cố nào đó, thì không phải là người thân hay là cha mẹ của chúng ta, hay là chúng ta có nhiều tiền là chúng ta sẽ vượt qua, mà là cái phước đức nó sẽ đi bên cạnh chúng ta, và nó đăng gọi là nó nâng đỡ chúng ta mỗi lúc mà chúng ta anh gọi là mỗi lúc mà chúng ta gặp nạn. Hôm nay là vẫn là đang còn trong tháng 7, anh vẫn nhắc nhở mọi người như vậy nha mọi người nha. Dạ rồi, anh cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.